sập xưởng đóng giày ở Chiết Giang, 11 người thiệt mạng. Một xưởng sản xuất giày tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cuối tuần qua đã bị sập khi đang có 5-6 công nhân làm việc bên trong, khiến 11 người bị thiệt mạng. Hãng thông tấn Hoa Xã hôm qua đưa tin, vụ việc xảy ra tại nhà máy đóng giày Kiệt Vũ tại thị xã Ôn Lĩnh, thành phố Đại Châu, tỉnh Chiết Giang vào 16 giờ chiều ngày 4 tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, một xưởng 3 tầng của nhà máy đóng giày Kiệt Vũ đột ngột bị sập xuống khi bên trong có 56 công nhân đang làm việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ địa phương đã điều 53 xe cứu hỏa, hơn 300 nhân viên đến hiện trường làm công tác cứu hộ và đưa những người gặp nạn ra khỏi đống đổ nát. Công tác cứu hộ được tiến hành liên tục từ chiều tối ngày 4 tháng 7 cho đến tận hết ngày 5 tháng 7. Tính đến 15 giờ chiều ngày 5 tháng 7, vụ sập nhà máy đóng giày đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 33 người bị thương, 4 người bị thương nặng. Trong số 56 công nhân, chỉ có 9 người được giải cứu, 3 người còn lại hiện vẫn đang nằm trong đống đổ nát chưa rõ sống chết. Công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút triển khai nhằm tìm kiếm 3 người còn sót lại. Nguyên nhân vụ việc này vẫn đang được phía cảnh sát tiến hành điều tra.